Kính thưa quý vị, tập thể dục thể thao thường xuyên là biện pháp hiệu quả để tăng cường cơ tim và phổi, giúp cải thiện lượng oxy trong máu, đồng thời nâng cao thể trạng, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, qua đó giảm thiểu nguy cơ khi bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngày 6 tháng 8 năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành kế hoạch số 2796 trên KHBVHTTVL hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, phát triển tâm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật giai đoạn năm 2021 đến năm 2025. Căn cứ kế hoạch trên, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện phối hợp Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng clip hướng dẫn 7 động tác thể dục vượt qua nỗi sợ Covid nhằm tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh tập luyện thể dục thể thao trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, gắn với cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, với các động tác thể dục đơn giản có thể tập tại nhà, tập tại khu cách ly và tại nơi làm việc, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng trong phòng chống bệnh tật. Nào, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện các động tác này nhé. Sau đây chúng ta sẽ hướng dẫn bài tập thể dục nâng cao sức khỏe phòng chống Covid theo kế hoạch phối hợp giữa ba đơn vị Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh, Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Chợ Lách. Bài tập hôm nay gồm 7 động tác. Xin lưu ý, 7 động tác thể dục này, hai tay luôn nắm nhẹ và hai chân khoảng cách bằng vai. Bây giờ chúng ta sẽ vào động tác thứ nhất. Một, tay phải nắm nhẹ để vào chân phải, nhón gót chân, tay trái vung về sau, hất vào. Hai, đổi tay, tay trái đặt vào vai, hạ gót, tay phải đánh về sau, thở ra. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Động tác hai, hai tay nắm nhẹ đặt vào vai, từ nhỏ hướng về trước, song song mặt đất, hai chân rộng bằng dây. Một, vị chân, hít vào. Hai, đứng thẳng người, buông hai tay về sau, thở ra. Ba, vị chân, hít vào. Bốn, thở ra. Năm, sáu, bảy, tám. Động tác ba, chuẩn bị, hai tay đặt trước ngực, hai tay ấp vào lòng ngực. Một, giang hai tay ra, hai cánh tay song song mặt đất, nhón chân hít vào. Hai, hạ gót chân, hai tay đặt trước ngực, thở ra. Ba, hít vào. Bốn, thở ra. Năm, hít vào. Sáu, bảy, tám. Động tác bốn, hai chân dang rộng bằng dây, tay phải nắm lại. Một, nhón gót, tay phải giơ cao trước mặt, tay trái như vậy sao, hít vào. Hai, hạ gót chân, đổi tay. Ba, hít vào. Bốn, thở ra. Năm, sáu, bảy, tám. Động tác năm. Một, bước chân trái về phía trước một bước, tay phải giơ cao, hít vào. Hai, trở về phía ban đầu, thở ra. Ba, đổi tay, chân phải về trước, tay trái lên cao, hít vào. Bốn, về phía ban đầu. Năm, sáu, bảy, tám. Động tác thứ sáu, hai tay chân dừng bằng dây. Một, quỳ chân, hai tay chân cao. Hai, đứng thẳng, hai tay về sau. Ba, hai tay lên cao, hít vào. Bốn, thở ra. Năm, hít vào. Sáu, bảy, tám. Động tác thứ bảy, hai chân vẫn chân bằng vai. Một, hai tay nắm lại đôi chân phía trước, thở
thường thực hiện. Bài tập này có 7 động tác, mỗi động tác chúng ta thực hiện 2 lần tám nhịp. Động tác thứ nhất, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, động tác 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, động tác 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, động tác 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Chúng ta dùng điện trong 7 động tác tập thể dục để nâng cao sức khỏe phòng chống COVID. Sau đây, chúng ta sẽ thực hiện bài tập này với nhạc. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà. Vượt qua gian khó, Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi.